Vâng, rất vui khi tất cả các bà con lại quay về thăm kênh Thôn Nam Người Mường rồi. Vâng, và lời đầu tiên cũng như thường lệ nhé các bà con nhé. Tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bà con chúng ta. Đó. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì tôi cũng xin được giới thiệu và chia sẻ đến một loài cây mà ở trong Thôn Nam gia truyền của nhà chúng tôi đưa vào trị bệnh rất lâu đời rồi. Nhưng nó còn có tác dụng nhiều thêm nữa thì mời các bà con hãy cùng tôi ta khám phá về cái loài cây thuốc này nhé. Vâng, xin mời tất cả các bà con đây. Thì trước mặt của tôi ở đây nhé, thì tôi xin được giới thiệu với tất cả các bà con chúng ta, đấy là về cái loài cây thân thảo. Đấy, cây thân thảo này có tên ở trong tiếng Mường. Đấy, thì tôi lại có ghi hẳn hoi đây các bà con này. Đấy nhé. Đấy, ở trong tiếng Mường thì gọi nó là bằng một cái tên cây nện rượu nhé. Đó, tôi lại nói lại một lần nữa cho các bạn Mường cùng nghe, cây nện rượu. Đó, cây nện rượu thì dịch ra cái tiếng địa phương ở cái vùng chúng tôi đang sinh sống bây giờ thì gọi nó bằng cây nén rượu. Đó, cây nén rượu thì ở trong y học cổ truyền có cái tên của nó là mã tiền thảo. Mã tiền thảo các bà con ạ. Đấy, thuộc họ roi ngựa, gọi là mã tiền thảo roi ngựa. Đấy, thì ở trong cái bài thuốc của nhà chúng tôi đã dùng trị bệnh rất lâu đời. Đó, cho đến đời của tôi nữa thì là chỉ có biết dùng cái loại cây mã tiền thảo roi ngựa này nhé. Đó, để dùng vào một vị thuốc. Đó, đó là gì? Dùng vào một vị thuốc điều trị các chứng bệnh như là thần kinh. Đó, thần kinh là nó đau nhé, nó đau thần kinh dạng liên sườn, đau hết bên này, đau qua bên kia. Đó, đau xuống, đau lên vai này. Đó, đau lên vai nhé. Đó, sau lại đau xuống sườn. À, sau lại chuyển qua bên này, lại chuyển xuống bên này. Đó, thì gọi là thần kinh liên sườn. Như ở trong tiếng Mường của chúng tôi thì gọi là bệnh xỉu điêu nhé. Đó, dịch cho tiếng Mường đó là bệnh xỉu điêu nhé các bà con nhé, bệnh xỉu điêu. Đó, chỉ có biết trị một bệnh như thế thôi. Nhưng ở trong Đông y đã đưa vào sử dụng rất lâu đời cái loài cây mã tiền thảo này, thì tôi đã có ghi vào sổ để giới thiệu và chia sẻ cho tất cả các bà con của chúng ta cùng hãy biết. Đấy, mã tiền thảo roi ngựa nhé. Đấy, thì dùng trị bệnh. Đó, tác dụng một là tiêu viêm giảm đau. Đó, kháng viêm giảm đau nhé. Một trong những vị thuốc vàng da, đó, vàng mắt, đi tiểu ra máu, bí tiểu nhé. Đó, một trong những vị. Ba, một trong những vị trị nội. Đó, bốn, một trong những vị gan cổ trướng nhé, trong gan cổ trướng. À, bốn, một trong những vị trị đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều nhé các bà con nhé. Đó là ở trong y học cổ truyền người ta đã đưa và áp dụng kết hợp những vị thuốc khác để điều trị những chứng bệnh như thế. Còn ở trong cái bài thuốc gia truyền của nhà chúng tôi lâu nay chỉ có biết là đưa vào nhé để trị những cái chứng bệnh là gì, đó gọi là xỉu điêu, là tiếng Mường gọi là bệnh xỉu điêu. Đó, thì ở dịch ra tiếng Kinh vùng bởi tôi gọi là cái bệnh thần kinh liên sườn nhé các bà con nhé. Đấy là nói về cái tác dụng trị bệnh của loài cây mã tiền thảo roi ngựa này. Đó các bà con nhé. Còn về cách nhìn nhận phân biệt thì mời các bà con hãy cùng quan sát cùng tôi. Đó, về cái loài dòng cây mã tiền thảo roi ngựa này thì là nó thường mọc hoang các bà con nhé. Đó, nó là thân thảo. Đây, nó thường mọc hoang ở những cái bờ ruộng. Đấy, bờ ruộng rồi bờ rào, bìa đường nhé. Đấy, cái dòng này thì nó là thân thảo, nó không mọc ở trong rừng. Đấy, đây thì hôm nay là đây đây, mời các bà con cùng quan sát nhìn này. Đây, đây là cái bờ ruộng. Đấy, thấy chưa nào? Đấy là ruộng nhé. Đấy, đây là ở trên bờ. Đấy, trên bờ, đúng không nào? Đấy, thì mời các bà con hãy quan sát phân biệt cách nhìn nhận về cây mã tiền thảo roi ngựa này. Đây, mời các bà con cùng quan sát nào. Đấy nhé,
Đây, nhìn cho rõ này. Đấy. Thì về cái mã tiền thảo roi ngựa này thì hình thân gốc đấy, xuất phát từ gốc của nó lên. Đúng nào? Đấy. Nhìn rõ chưa? Đấy, thân vuông nhé các bà con nhé, thân vuông. Đó, chỗ này có rãnh này. Đấy, nhìn rõ chưa? Có rãnh nhé. Có rãnh. Đấy, thân vuông có rãnh. Đó, hai cành mọc đối nhé. Hai cành mọc đối. Đây, và lên đây vẫn mọc đối các bà con nhé. Đấy, nhìn rõ chưa? Đúng không nào? Lên đây vẫn mọc đối nhé. Đó là về cái phần thân cành. Đúng không nào? Đấy, còn về cái bộ phận lá thì mời các bà con hãy cùng quan sát cùng tôi. Thì đây, tất cả từ dưới đây nhé. Đấy, đúng không nào? Đây là cái mặt trên của lá. Đây, và đây là cái mặt dưới của lá đây các bà con ạ nhé. Đấy, thì nó có dạng coi như là 1 này, 2, 3, 4, đây là 5. Đó, 5 trẻ nhé. Đấy, còn trẻ tiếp các nhánh nhỏ nữa. Đấy, thì vẫn tiếp tục. Đây này, các cái cành này nó vẫn như thế. Đây, quan sát nhìn rõ nhé. Cái lá của nó trẻ nhé. Đây, lá trẻ này. Được chưa nào? Đó, về cái bộ phận lá. Rồi, tiếp tục lên cành. Đấy, và có một cái đặc điểm nữa của nó là cũng có cái dạng bông hoa lên như thế này, nhưng nó chỉ có ít hoa ở ngoài này thôi. Đó, rất chi là khác lạ. Đây, đây là tất cả các cái nụ các bà con nhé. Đó, hoa thì nó li ti. Đấy, hoa rất li ti đây này. Đó, hoa li ti nhé. Đó, quan sát nhìn rõ, hoa li ti. Các bà con của chúng ta quan sát nhìn cho rõ và phân biệt cho nó chính xác, đúng không nào? Đây, đừng nhầm lẫn nhé, đừng nhầm lẫn. Đó, không hiểu biết được thì lại bảo là nó là của cây mạch lạc đuôi chuột đấy, nhưng không phải nhé. Cây mạch lạc đuôi chuột nó hoàn toàn khác. Đấy, lá của nó to và tròn nhé. Đấy, nó là như thế. Đây, đây nữa này, đúng không nào? Đó, bộ phận thân, cành, lá và hoa. Đấy, và cái cuộng hoa nó cũng ná ná như cây mạch lạc đuôi chuột nhé. Nhưng đây chính là cây mã tiền thảo roi ngựa nhé các bà con nhé. Đây chính cây mã tiền thảo roi ngựa. Đúng không nào? Từ cái bộ phận làm thuốc của chúng ta như sau. Dùng được toàn thân và rễ nhé. Đấy, từ rễ, thân, cành, lá, hoa. Dùng được tất cả. Nhưng các bà con của chúng ta nên là cắt lấy mình thân gốc dưới này thôi nhé. Đấy, mình sát ở dưới gốc này. Đúng không nào? Để lại cái phần gốc. Đó, để cho nó phát triển tiếp, nó sinh sôi trồi để chúng ta thu hái tiếp, đúng không? Đó. Thì tác dụng trị bệnh như trên tôi đã nói, còn cách dùng thì chúng ta về nhé. Đấy. Chỉ có băm khúc ra, đấy, cứ băm khúc, đúng không nào? Đấy, băm khúc, tất cả băm khúc ra, đúng không? Đem phơi khô. Đấy. Có thể là dùng độc vị mình nó cũng được. Đấy. Nhưng là hiệu quả nó không cao nhé. Chúng ta nên kết hợp với những các vị thuốc khác, đúng không? Đó, thì cứ cắt đem phơi khô đó, hoặc là phơi âm can ở trong mát đấy, hoặc là mình sấy cũng được, miễn là khô nhé. Đó, thì kết hợp những vị thuốc khác thì ta cứ làm một nhúng tay này nhé, để kết hợp với những vị thuốc khác đưa vào trị bệnh nhé các bà con nhé. Đấy là về tác dụng trị bệnh của loài cây mã tiền thảo này, đúng không nào? Đấy, thì có lẽ chương trình thời lượng nó cũng hơi dài, tôi cũng không để mất nhiều thời gian của các bà con chúng ta nữa. Đến đây tôi cũng xin khép lại và xin chào tất cả các bà con chúng ta, gặp lại ở chương trình lần sau. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bà con nhé.